Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến với chúng con, cách riêng các cụ và các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay thứ hai trong tuần Bát Nhật mừng Chúa sống lại, chúng ta dâng thánh lễ tại đất thánh với một cái ý muốn như là chúng ta đọc kinh cầu đó: Đức Kitô sống lại. Trước hết đi đâu? Đi viếng Đức Mẹ, rồi sau đó Chúa xuống ngục, tổ tông đem các thánh lên. Thế thì chúng ta cũng nài xin lạy Chúa, hôm nay Chúa đã sống lại. Xin Chúa đến viếng ông bà, tổ tiên, cha mẹ, những người thân của chúng con qua đời, và cho các ngài được hưởng hạnh phúc với Chúa. Đây là ý nghĩa mà chúng ta quyết định dâng thánh lễ tại đất thánh, để xin Chúa phục sinh, đưa ông bà cha mẹ chúng ta về thiên đàng với Chúa. Con xin được có ba ý chia sẻ trong thánh lễ đặc biệt này. Ý thứ nhất, chúng ta đừng quên các linh hồn. Chúng ta đừng quên các linh hồn, xin đừng quên tôi. Chúng ta không quên các ngài khi chúng ta thường xuyên tổ chức thánh lễ, xin lễ, đọc kinh cầu nguyện cho các ngài. Đừng quên. Nhiều gia đình ở Cao Xá cũng, hay là Vinh Sơn Thánh Tuân ở đây, con thấy cũng có cái thói quen đó. Nhiều khi bố mẹ mất, xin, đôi khi xin cả tháng. Chúng ta nhớ đến các ngài thì chúng ta xin lễ cho các ngài. Rồi cái thứ hai, chúng ta nhớ đến các ngài thì chúng ta có nhiều việc lành phúc đức bác ái để đền bù tội lỗi nếu có các ngài. Thế thì đôi khi sau đám tang thì ông bà cũng có một phần bác ái. Nếu như bố con còn sống có thiếu sót điều gì thì chúng con cũng xin bù đắp lại cái thiếu sót đó mà chúng con cũng không biết. Nếu thiếu sót thì bù, còn nếu không thì cũng là công đức cho bố mẹ của mình. Nhớ đến các linh hồn thì chúng ta làm nhiều việc lành phúc đức để dành cho các ngài. Rồi cái ý thứ ba, nhớ đến các linh hồn thì chúng ta chăm lo đất thánh cho nó đẹp. Đối với giáo sư Cao Xá chúng con thì cũng có đất thánh rất là đẹp. Đối với cá nhân con cũng có duyên với các linh hồn lắm. Ngày xưa khi con mới ra trường năm 2005, con về nhà thờ Ba Chuông. Vừa mới về giáo sư được ít bữa, hay là ông cha bề trên ông giao luôn cho coi Từ Đường Phục Sinh. Đó là cái nơi chăm lo cho các linh hồn. Nói thật sự con cũng sợ lắm, tại vì nó nằm ở cái dưới hầm. Nó cũng rất là sợ, con cũng phải cầu nguyện nhiều lắm để mình có thể sốt sáng, rồi tự nhiên không có sợ hãi khi tiếp xúc với các hài cốt. Vậy khi con về giáo sư Thanh Tâm thì cũng về rồi, cũng công việc đầu tiên thì cũng là cải tạo đất thánh. Thì con kể cái câu chuyện này cho ông bà anh chị em nghe nhé. Thế thì là có một cái anh chị này, nó thuê một cái miếng đất để nó mở cái quán cà phê đó. Thì khi mà mở quán cà phê rồi thì nó cứ làm sao á. Thế thì đi hỏi một cha thì hỏi xem cái vùng đất đó nó là cái gì, thì người ta mới trả lời rằng cái khu đất này ngày xưa nó là cái khu chôn tập thể trước năm 75 đó. Thế thì là cha sở cũng nói là thôi thì thử cải lên coi xem làm sao. Thì cải lên nó quả thật là cả một cái nghĩa trang đó. Cả một cái nghĩa trang ở dưới chôn tập thể, nhiều cốt vô cùng. Thế thì là hai cái anh chị này không biết gửi đâu. Thì thấy con cũng đang cải tạo đất thánh ở Thanh Tâm, thì cứ nói: cha ơi, bây giờ nó tới gần 100 cốt rồi.
Thế thì cha có nhận được không? Thì bảo thôi thì các linh hồn thì mình cũng cưu mang các ngài để các ngài về với Chúa rồi các ngài phù hộ cho mình thôi chứ có gì đâu. Thế là nó vợ chồng nó đưa một cái xe đa su chất gần 100 cốt đưa về nhà thờ Thánh Tâm. Thì đâu có phải đưa ra đất thánh được ngay đâu. Thì con cũng với lòng đạo đức yêu mến các linh hồn, chắc là mấy người Thánh Tâm cũng đang nghe thôi. Thì con mới nói là thôi đưa vô, con có một cái phòng khách kế bên, nó có một cái phòng trống. Và thôi để đấy để cha đọc đốt nến, đọc kinh cầu nguyện cho các ngài 3 ngày. Rồi sau đó sẽ đưa ra đất thánh. Rồi xin các ngài phù hộ cho. Thế là tối nào con thắp nến, con đọc kinh, nó kế bên phòng mình mà. Cứ đọc kinh mà giấu không có cho cha phó, cho thầy biết, không giấu không cho ai biết cả. Thế là cái sáng ngày hôm sau nữa cái mấy người ta bảo cha, tối hôm qua con định vô gặp cha mà sao nhà cha các thầy về đông thế? Nhà cha các thầy về đông thế, toàn mặc áo trắng đi, các thầy về đông thế. Bảo ủa, đâu có thầy nào đâu. Rõ ràng con thấy trong nhà xứ rất là nhiều thầy, nên là con không có gặp được cha. Thế thì kính thưa quý ông bà anh chị em thử nghĩ coi các thầy này là ai. Thế thì con cũng thôi thì tạ ơn Chúa, cảm ơn các đẳng linh hồn. Sau đó thì con đưa ra đất thánh để cho các ngài, bởi vì mấy ông ban hành giáo, mấy ông cũng gây áp lực là không cho phép con để ở nhà xứ, bởi vì nó không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thế con nói thôi tôi cũng chỉ để 3 ngày thôi, rồi cầu nguyện rồi tôi đưa ra đất thánh thôi chứ cũng không có gì. Đấy là ý thứ nhất, chúng ta đừng quên các linh hồn khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ và làm những việc lành cầu cho các ngài. Rồi ý thứ hai, chúng ta đang trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, có một cái niềm vui đặc biệt trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, đó là gì? Thưa, đó là tuần Cửu Nhật, kính lòng thương xót Chúa. Đây là cái điều đặc biệt nha, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh cũng là tuần Cửu Nhật, kính lòng thương xót Chúa. Và trong tuần Cửu Nhật này chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần dân Chúa này. Ngày thứ nhất cầu nguyện cho toàn thể nhân loại. Ngày thứ hai cầu nguyện cho linh mục tu sĩ nam nữ, chúng ta cũng có những liên đới. Ngày thứ ba cầu nguyện cho những người đạo đức, cũng phải cầu nguyện. Ngày thứ tư cầu nguyện cho những người ngoại đạo. Ngày thứ năm cầu nguyện cho những người lạc giáo, những người bỏ đạo đi theo đạo khác. Ngày thứ sáu cầu nguyện cho các trẻ em, nhất là các trẻ em mồ côi. Ngày thứ bảy cầu nguyện cho ai? Có ai lòng thương xót đây không? Ngày thứ bảy cầu nguyện cho những người sùng kính lòng thương xót, mình cũng được cầu nguyện. Ngày thứ tám cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Và ngày thứ bảy cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh. Nên là trong tuần Cửu Nhật này là cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần, nhưng mà cách riêng cho các tội nhân. Thì đây cũng là niềm vui Chúa sống lại, Chúa ban lòng thương xót để tha thứ cho tất cả chúng ta. Rồi, một ý cuối cùng liên quan tới bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh và táng xác trong mộ, thì có các bà chạy ra mộ gặp Chúa. Rồi tông đồ Phêrô, tông đồ Gioan và các tông đồ cũng đều cách này cách khác chạy ra để tìm kiếm Chúa. Thế thì cái điều này cho thấy rằng cuộc đời của các tông đồ luôn luôn là hệ lụy đến cái chết, liên lụy đến cái chết của Chúa. Và Thánh Phaolô nói với tất cả chúng ta, nếu chúng ta cùng chết với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Thế thì đây cũng là một cái suy nghĩ nhé. Trong cuộc sống như sáng hôm nay con chia sẻ với cộng đoàn, nhiều khi chúng ta khổ vì con, vì cháu, khổ vì hàng xóm láng giềng, khổ vì cái tính khí của chúng ta. Còn khổ vì Chúa, chết vì Chúa thì đôi khi chúng ta cũng còn ít lắm. Xin cho mùa phục sinh này cũng nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta cần phải biết hy sinh cho Chúa, khổ với Chúa, sống với Chúa, chết với Chúa. Chắc chắn là chúng ta cũng được phục sinh với Ngài.